Ladies and gentlemen, please welcome Miss Grand International 2021 Nguyễn Thu Quỳ Tiên. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng chào đón Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Huy Tiên. Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị cùng chào đón quay trở lại sân khấu bộ sưu tập thì thầm của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Và chúng tôi sẽ được mời tất cả quý vị cùng chào đón chủ nhân của bộ sưu tập này, designer Ngô Nhật Huy from Việt Nam. As one again, please welcome 10 Miss and the runner-up of Vietnam. Và kính thưa quý vị thân mến, lúc này trên sân khấu của chúng tôi là sự hiện diện của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cũng như các hoa hậu, á hậu người đẹp đến từ Việt Nam trình diễn bộ sưu tập thứ 5 trong buổi tối ngày